Hello Nâng và chào anh em. Em sẽ review và test cái máng đèn của anh cho anh xem và anh em cùng xem. Một cái máng đèn thứ hai anh Hưng ủng hộ em, rất là cảm ơn anh. Cái máng đèn thứ hai này nó sẽ ok, đẹp hơn và tối ưu hơn anh Hưng ơi. Ok hơn nhiều cái máng lần trước. Kích thước máng dài 96, rộng 30, sâu 5 phân. Rất là nhỏ nhắn, xinh xắn. Nhỏ nhưng mà có vỏ, nhỏ nhưng mà cực kỳ mạnh mẽ. Full inox 304 đến từng con ốc vít, không có bất kỳ mối hàn nào. Công tắc bên phải, dây nguồn bên phải em đã đưa vào phía sau. Đó. Đặc biệt hai cái móc treo đèn ở phía sau theo ý anh. Và lần này em bẻ cái móc xứng xắn, dễ treo hơn móc kia. Và đặc biệt là cái móc này là bằng inox em cắt ra từ cái máng á, chứ em không xài cái móc cũ nữa. Móc này á là mua sẵn và nó không phải là inox 304, nó là inox 201. Trong toàn bộ cái máng em làm rất là ưng ý đến từng chi tiết, chỉ có cái chi tiết này là còn dở và em tìm mãi không có chỗ nào bán cái móc inox 304 nên em phải tự chế thôi. Bởi vì những cái gì bán sẵn đẹp chưa chắc là đã tốt, tự làm là ok nhất. Sau này em sẽ cải tiến cái móc này thêm xíu nữa mà vậy là rất là ok, rất là dễ treo luôn anh. Rồi, mặt ngoài rất là đẹp như vậy ha. Đây là mặt trong của cái máng đèn. Chỉ có hai bóng thôi. Hai bóng 55W để so lè. Thì hai bóng 55W khi mà cộng cả đuôi đèn nó dài tới 1m1 để đưa vô của cái máng 96, tất nhiên là thẳng hàng này không vừa, bắt buộc phải so lè. Và cái cách và bề rộng máng 30 rất là đẹp cho cái phương án để so lè như thế này. Em thấy nó sẽ rất là tối ưu luôn, cách sắp xếp cực kỳ thông minh. Nhìn vô là thấy rất ok, giữa hai bát để chờ sẵn để anh luồn cái led. Em có khoan cho anh một cái lỗ đây, độ phi 20 góc nè, để anh luồn cái dây nguồn của led vô, nó vừa để thông hơi và vừa luồn dây nguồn led vô, nó sẽ rất là gọn gàng. Nhìn cái cách bố trí đèn là biết cái độ chơi cá của anh Hưng nó ok đến mức nào, nhìn là biết người chơi cá rất là vip luôn. Bởi vì cái máng khi lên đèn này, anh em sẽ thấy rất hợp lý cho những cái máng 90 mấy đó. Bóng 55W thì chưa bao giờ làm anh em thất vọng, vô cái máng này cực kỳ sáng và nó tuyệt vời. Hàng bóng 36W thì cũng ok, nhưng mà em nói anh chơi cái bóng này 55W anh sẽ thấy nó khác cái bóng 36W. Nếu mà anh em không sợ tốn điện thì thật sự bóng 55W nó ok hơn. Đó. Những cái máng ngắn đều có thể chế sắp xếp đèn được hết, đó là cái lợi thế của bóng U, bóng Philips Master mà bóng U hơn cái bóng mà T8 hay T5 1m2 là vậy. Đối với những cái máng này làm sao nhét những cái bóng T8 hay T5 vào được. Bóng ngu nó rất là linh động và nó rất là tùy biến, rất là dễ. Máy mình thấy cực kỳ hợp lý luôn rồi, thiệt sự luôn, rất là hợp lệ. Hợp lý vải trưởng luôn. Để cái led vô nữa là tuyệt vời không, mặt trời những cái hồ nhỏ mét mốt những cái hồ bom, thùng bom đồ tuyệt vời. Rồi một lần nữa cảm ơn anh Hưng đã tin tưởng ủng hộ đến bộ đèn thứ hai. Cảm ơn anh em đã xem. Cần đèn xin liên hệ Phi Hổ Aruana hoặc số điện thoại 0901 999936. Bật luôn công tắc.